Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thúc dục chúng sanh tu hành do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Trong trần khởi động cuộc phong ba, hai lẽ trầm thăng nghịch với hòa, ngàn việc cao sang như ảo mộng, năm điều giới luật tợ châu xa, tận kim bởi quả kim điêu xảo, thế cổ vì nhân cổ thật thả. Đến lúc châu nhi hườn phục thì, nơi nơi hãy tỉnh giấc Nam Kha, trích trong quyền tiên tri của Bồ Tát Thanh Sĩ. Tận Thế và Hội Long Hoa trang 162 do Vương Kim Biên Khảo, nhà xuất bản Long Hoa ấn hành năm 1952. Câu sấm khoán thủ, trong hai ngàn năm Tận Thế đến nơi, và trong sấm kim cổ kỳ quan, ông Ba Nguyễn Văn Thới cũng viết thúc dục chúng sanh tu mau kẹo trễ. Trong hai ngàn sự biến thất sơn, biến thiên, biến địa, biến nhơn thay đời, biến hết thảo mộc lại biến lời, giã rời thân thể cho đời khinh khi. Trích trong quyền Kim Cổ Kỳ Quan Trang 9 phần 18 do ông Bao Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, vì sợ rằng chúng sanh tu không kịp, nên chư vị Bồ Tát viết sấm cảnh báo rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra trước năm 2000 hay trong vòng năm 2000, chớ không sau năm 2000, không ngoài năm 2000. Nhưng trong sám rằng người đời, ông Sư Vãi Bán Khoai cho biết, nói cho bá tánh đặng tàng, chừng nào đến vãn đá vàng biết nhau, bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi xám sám giảng người đời, quyển bốn của ông sư vãi bán khoai, lời bình, hai câu sấm, nói cho bá tánh đặng tàng, chừng nào đến ván đá vàng biết nhau, nói cho bá tánh đặng tỏ tường, chừng nào đến màn kết cuộc mới biết ai là người trung minh hiền đức còn sống sót coi đời thượng ngươn, câu sấm, bấy lâu nói trước mà sau, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Vì lòng từ bi e sợ chúng sanh tu không kịp bánh xe thượng đế đang quay xiết sàng lọc khử trực lưu thanh hiền còn giữ mất nên chư vị Bồ Tát phải dùng cách nói mẹo bóng gió rằng cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra sớm tức là trước năm 2000 hay trong vòng. Năm 2000, nhưng mà sự thực cơ tận thế hội Long Hoa xảy ra muộn hơn tức là sau năm 2000 nói trước mà sau. Vậy chắc chắn cơ tận thế xảy ra sau năm 2000, đúng như Đức Huỳnh Giáo Chủ viết trong quyền khuyên người đời tu niệm. Cơ thâm thì họa diệt thâm. Nào trong sách sử có lầm ở đâu? Người khôn nghe nói càng giàu. Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo rồi sau sẽ thấy hùm beo, khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vương lịnh minh vương, với lịnh Phật đường đi xuống giảng dân, thấy trong bá tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà, mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô, mô Phật tử bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian, khắp trong bá tánh trần hoàn, cùng hết xóm làng đều bị người điên điên nảy xưa cũng như ai, vào các gia đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn giật lâm san tu trì, nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn dạy truyền, thấy điên tâm tánh quá thiêng, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ, chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện trơn tu, dương trần kẻ trí người ngu, ham võng ham dù danh lợi xuê sang cờ đã đến nước bất an chẳng lo tu niệm tham gian làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì trọng cha yêu chúa kính vì tổ tông ngồi buồn nói chuyện bông lông khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đặng thành thơi dậu Phật ra đời thế giới bình yên trích trong quyền khuyên người đời tu niệm của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939 lời bình những câu sấm tiên tri chi thế chiến ba tận thế từ năm dần đến năm dậu rồi sau sẽ thấy hùm beo khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương, chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Phải chăng thuật ngữ hùm beo ám chỉ năm nhâm dần 2022 ngòi nổ thế chiến ba phát khởi ở Ukraine? Và phải chăng thuật ngữ dậu Phật ra đời ám chỉ năm kỳ dậu 2029 Phật Di Lạc ra đời kịp thời cứu an bá tánh tại Thánh Địa Nam Việt Nam? Nếu năm kỳ dậu 2029, Phật Di Lạc không ra đời cứu thế, Ngọc Hoàng rũ sổ địa cầu tiêu tan. Di lạc Phật Vương cứu nhân loại còn sống sót như sau. Thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Trích trong sám giảng quyển ba do Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem. Sydney, ngày 11 tháng 6 năm 2023 do Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo.